Đi trường hôm trước bên đi trường cho lên cái diễn đàn của bên đi trường ấy, thì nó mới hỏi cháu thì cháu nói thì nó tức cháu, nó lại cho cháu xuống. Nó cháu không kịp nói, cháu chỉ nói được khoảng 1-2 lời nữa đang cho cháu xuống rồi. Bên đi trường nó cứ lên một phát là nó hỏi, là nó đặt ngay một cái câu hỏi là yêu đảng hay là yêu nước hay là thế nào. Có yêu đảng không? Bảo yêu đảng cái nó đã đẩy xuống, đúng không? Vâng, lúc nào nó đặt cái câu hỏi đấy trước. Khi mình trả lời là không đúng ý nghĩa của nó, bên trường cho xuống luôn. Nó chả có dân chủ gì nào. Cháu thấy nó độc tài lắm. Không, vì thực tế ra là bây giờ ví dụ như anh em mình lên dùng cái kiến thức ấy, hoặc là dùng cái để phản biện lại nó cả chẳng hạn, là nó thấy là chúng nó xuyên tạc cho nên là nó đẩy xuống thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ như nó không như anh em mình mời chúng nó lên cho nó ý kiến, sau đó mình phản biện, đúng không? Và đã thua rồi mà chả chịu nhận, không có quân tử thế nào. Mà nó không có tính quân tử, bản chất lúc nào cũng xuyên tạc thôi, đúng không? Và vì là bây giờ ví dụ như là các cháu hiện nay coi như là những người trẻ, đúng không, sống trong cái đất nước hòa bình như thế này, các cháu chỉ lo làm ăn thôi để phát triển kinh tế của cái riêng các cháu, đúng không? Thì đất nước Việt Nam mình hòa bình, độc lập, thống nhất, coi như rất là dân chủ và rất là tự do, có ai làm gì các cháu đâu, đúng không? Và hôm trước bọn cháu còn tranh luận trực tiếp với cái người tuyên truyền chống phá nhà nước ấy. Ừ. Còn tranh luận trực tiếp mà. Ừ. Ông không tranh luận được, sao lại ông nói là bị ngu dân, ông đối lý, ông bảo bọn cháu bị ngu dân. Bị ngu dân rồi bị nhồi sọ, đúng không? Chứ bây giờ mình là con người, mình có hiểu biết chẳng hạn, thì ai mà có thể có khả năng nhồi sọ được mình, mình phải có cái con mắt nhìn, có tai nghe và có cái đầu suy nghĩ. Nó cứ đuối lý là bắt đầu nó dở cái giọng cùn ra rồi cái bọn đấy, đúng rồi. Rồi chú ơi, máy của cháu pin yếu rồi cháu. Rồi xin cảm ơn cháu nhá. Rồi ok, cháu những người trẻ mà có rồi. Cháu là những người trẻ mà có cái tinh thần gọi là yêu nước, yêu tổ quốc và yêu cái chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Anh mời Công Lý ấy. Các bạn gì chê ngờ. Rồi được đấy Công Lý. Rồi ok. Dạ vâng, em chào anh. Dạ vâng. Rồi, lâu lắm rồi mới gặp được em. Vì là máy của em nó hỏng. Vâng, nói với cái thằng Ben đi chột với thằng Tân Thái thì em rất là bực mình. Thực ra mấy cái thằng này nó ngu, nó chỉ tuyên truyền láo thôi. Nhưng mà đúng là nó là hai thằng mõ mà nó gọi, mà bây giờ nó thành một con chó hoang rồi. Thực ra những cái luận điệu xuyên tạc của nó là những cái luận điệu nó cực kỳ là rẻ tiền. Suốt ngày là Việt Nam sắp mất nước, bán cho Tàu, vì các bạn không đứng lên đấu tranh thì Tàu nó sẽ xâm chiếm. Rồi tất cả những cái điều nó đưa ra thì nó đã là cũ rích, một cái luận điệu từ ngày xưa. Mà chúng nó chỉ đánh vào cái lòng mà cái nhân dân Việt Nam mình thì lại cũng có cái hướng bục bài Tàu. Cho nên chúng nó đánh mạnh vào cái việc là xâm chiếm đất, xâm chiếm cho Tàu. Nói thật ra thì thực ra nếu như mà người Tàu mà người ta mà sang đây nhiều như chúng nó thì chắc cũng không phải cần phải để cho chúng nó tuyên truyền thế. Người ta cũng đã có cái phản ứng. Nhưng mà thực ra thì Trung Quốc nó chỉ sang đi du lịch, đầu tư thì lẻ tẻ. Cái đầu tư của Trung Quốc... Đầu tư ít, nó đứng năm 2017 đứng thứ 9 mà. Vâng. Trong tất cả các nước nó có đâu có nhiều, thế mà nó cứ suốt ngày nó tuyên truyền những cái luận điệu đó. Nhưng mà có một cái thế này, anh này, cái đất nước mình ấy, cái giới trẻ thì người ta lại ít quan tâm đến cái chính trị. Người ta bây giờ giới trẻ hầu hết nó quan tâm đến những cái xã hội, những cái trò chơi rồi những cái bài hát thôi. Cho nên có những bài hát nó chỉ sau một đêm nó lên tới 25 triệu view đấy. Còn những chính trị như anh em mình thì chắc là chúng nó nghe nó không thích, nó đau đầu, đúng rồi. Thế thì xong chương trình có khi chỉ còn 2-3 ngàn view là nhiều lắm.
anh hiểu này này, nó cũng có một cái nguy hiểm là khi mà người ta không quan tâm đến cái giới trẻ, mà cứ có một người nói như thế một lần thì không sao, nhưng cứ nói 5-7 lần 10 lần nó cũng có những cái làm cho người ta hoang mang và suy tưởng, và nó có những cái mà người ta lo sợ đấy. Em chỉ nói đơn giản cho anh là này, em có một ông chú ở quê thì ông cũng chả bao giờ lên mạng đâu, thế thì mới được có đứa con gái nó mua cho cái máy tính bảng, thế là bắt đầu ông nên xem YouTube, thế là thấy bọn nó tuyên truyền là bác Nguyễn Phú Trọng chết. Đấy, ông sợ quá, coi như là ông ấy là ông sợ, ông bảo ôi rồi ông nên nói bố em thế này chứ, tôi nói cho bác biết thế này nhá, nhưng mà bác đừng nói cho ai, bảo ông Nguyễn Phú Trọng là ông ấy mất rồi đấy, mà ông Nguyễn Phú Trọng mất chắc là dân mình là sẽ loạn đấy, cho nên tôi đang lo. Thế là xong bố em thì lại là người mà nắm bắt cái thông tin rất là tốt, cho nên bố em giải thích rồi ôi chú mà cứ nghe các cái thông tin của bọn chống phá ấy thì có đổ thóc giống thôi mà ăn. Đó thì nó nói ông Trọng chết cách đây 1-2 năm rồi, là đánh nhau rất là nhiều rồi ấy. Đấy. Thế cho nên những nó còn nói ông bác Trần Đại Quang là coi như tình báo Hoa Nam giả cái. Đúng có bắt bệnh cái bác ấy. Xuyên tạc đủ điều. Vâng. Em chỉ nói cho anh cái này. Các cái luận điệu đó nó như những con ong ấy, nó vo ve rất là bực mình. Nó không có một cái luận điệu gì để nó mang cái tính cho mình đam này, hoặc là cho mình phản đam lại, vì những cái đó là những cái vô cùng xuyên tạc, nói không đúng sự thật, mà cũng có một số người ta gọi là người ta nghe theo được, thì em thấy là cái dân mình nó có những cái mà cái tiếp xúc với cái chính trị hoặc là các cái thông tin là nó hơi ít. Trời ơi, xin lỗi Danny Nguyễn này, nếu mà thằng chó Danny Nguyễn, Benny Sột và thằng Tân Thái nó về Việt Nam, tôi nói thật, chỉ cần coi như nó, những người dân trông như nó thôi thì không biết nó có sống được mấy giây không. Và anh ơi, anh có bị vọng không anh? Anh nghe có bị vọng không? Không, không, không. Thì tôi... em muốn nói thêm cái này này. Nếu như nó thực sự thương dân Việt Nam, nó thực sự muốn đấu tranh cho cái tổ quốc Việt Nam, thì nó phải về đây này, nó là người lãnh đạo, nó phải về đây này mà đấu tranh. Nó không được về trực tiếp Việt Nam, thì nó phải về cả Thái Lan kìa, rồi đi bộ hoặc là đi luồn biên giới về đây lập cơ sở như ngày xưa Bác Hồ gọi là nên chiến khu Việt Bắc ấy, lập cơ sở gọi là chịu đói chịu khổ để mà gây dựng, đấy mới gọi là thực sự đấu tranh, nếu như nó thực sự là cái đất nước mình mà nguy hại như thế. Nhưng mà mình cũng đã phân tích rất là nhiều, đất nước mình đang rất là tươi đẹp, mà anh thấy tổng kết kinh tế của năm 2018 toàn những chỉ số rất là đẹp, mà chỉ số này là thế giới người ta công nhận rồi, chứ không phải là mình công nhận, vì anh biết bây giờ là cái hội nhập của quốc tế của mình nó rất là lớn, cho nên các cái thông số mình đưa ra đều được kiểm chứng bởi các cái tổ chức kinh tế thế giới, chứ không phải là mình thích đưa con số ra là bao nhiêu thì là đưa. Nhưng mà em chỉ muốn nói rằng nó đã là người ghét cái chế độ này thì dù mình có nói kiểu gì đi chăng nữa nó cũng không bao giờ nghe đâu anh ạ, kể cả tốt nó cũng cho hoàng xấu, nó không bao giờ có niềm tin. Mình có làm tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng tìm ra được cái để nó soi. Đấy, rồi nó chụp những cái góc ảnh, nó chụp những cái mà nó mặt trái của xã hội để nó đưa vào, nó kết luận cả một cái chế độ. Em chỉ nói đơn giản, ví dụ bây giờ nước Mỹ nó giàu thế, nếu như mình chụp những cái góc độ ở những cái khu mà nó ổ chuột, cái tồn tại của xã hội Mỹ và đúng không? Vô gia cư. Thì như lần trước anh đã nói với tất cả các bạn rồi, bây giờ vấn đề cái tồn tại của xã hội Việt Nam đấy, thì mình có khả năng mình nói trong một tuần, nhưng ở Mỹ mình phải nói trong 1-2 ngày. Em chỉ nói đơn giản này, nước nào có cái tồn tại, nhưng mà mình không thể vì một trong những cái hình ảnh đó để mình kết luận được. Vì đơn giản thế này, bây giờ ở bên Mỹ, ví dụ cảnh sát đánh dân hoặc bắn dân, nhưng mình không có nghĩa là kết luận cả một cái ngành cảnh sát là nó hư hỏng, đúng, hoặc là một cái cảnh sát là nó như thế. Hoặc là ví dụ ở bên Mỹ nó có những cái người vô gia cư thì mình cũng không thể kết luận được cả cái nước Mỹ là nó bị như vậy. Nhưng đúng, mà chúng nó thì cần nhìn vào một cái con đường hỏng, một cái ổ gà thôi, nó chụp nó đổ cho cộng sản. Đấy là những cái mà phải nói là nó cực kỳ là láo tét. Mấy cái thằng mõ, gọi mà mấy thằng mõ, thằng chó dại, nó luôn luôn là xuyên tạc những cái luận điểm đó. Nhưng mà lại ngược lại có vài trăm người cũng hùa theo. Em không hiểu là chúng nó sinh ra ở Việt Nam, chúng nó đã làm gì, đóng được đồng thuế gì cho dân, mà chúng nó suốt ngày đòi hỏi Việt Nam phải như Mỹ, phải như Hàn. Người ta hòa bình bao nhiêu năm, chúng nó có một câu rất nổi tiếng này này,
không thể hiểu rõ được bản chất sự vật nếu như anh không biết rõ được nguồn gốc của sự việc, không biết được lịch sử của sự việc. Chúng nó chỉ nhìn thấy những cái tồn tại, chúng nó chỉ nhìn thấy cái gọi là cái mà cái tồn tại của xã hội, mà chúng nó không biết rằng cái nguồn gốc của cái tồn tại đó nó bắt đầu từ đâu. Đất nước mình nghèo thì cũng bắt đầu từ đâu. Một cái đất nước Mỹ hùng mạnh hay là một cái đất nước Nhật mà năm 45 nó đã có những cái máy bay rồi, tàu chiến nó đánh cả trận Trân Châu Cảng, nó đã phát triển từ những cái năm đó rồi. Mà còn mình năm 45 thì nói thật dân vẫn còn cởi chuồng, cái mặc mù dữ, đúng không, ăn không đủ, chết 2 triệu chết đói. Thế mà nó lại cứ bắt mình Việt Nam phải là bằng được thằng Nhật, phải bằng được thằng Hàn Quốc. Một cái đất nước nó có hòa bình từ rất lâu, nó là một cái đất cường quốc từ ngày xưa rồi, mà mình thì làm sao so sánh được. Đấy là một cái rất là buồn cười. Thế rồi thì lúc nào cũng đa đảng, lúc nào cũng đa đảng. Em nói thật nhá, thằng Đài Loan, thằng Singapore, thằng Đài Loan đến năm 90 thì nó mới là bắt đầu có đảng. Còn Singapore thì nó cũng chỉ là từ năm 95 trở lại đây mới có đảng, có đa đảng, gọi đa đảng vậy thôi. Chứ còn đảng của ông Lý Quang Diệu, đảng của ông Lý Hiển Long, ông ấy vẫn là chiếm hết đấy mà anh. Nhưng mà nó cứ nghĩ rằng cứ đa đảng là được. Bây giờ em chỉ nói thế này, nếu như Việt Nam mình đa đảng, nó có 1.000 đảng xuất hiện và nó cứ đánh nhau lẫn lộn, cứ đảng nọ nói xấu đảng kia rồi tìm cách dìm dập, thế thì đất nước làm sao mà còn được cái thời gian để mà phát triển, làm sao để mà chúng nó để gọi là có thể là so sánh như thế được. Mà chúng nó không hiểu rằng cái việc nền kinh tế của Việt Nam bây giờ nó đã là một sự cố gắng rất lớn rồi đấy. Mình không phải là tự phụ, nhưng mà nó phải hiểu được nguyên nhân của nó. Một cái đất nước tan hoang vì bom đạn cho đến bây giờ đã được thế giới công nhận được như ngày hôm nay, đó là sự mơ ước. Đúng rồi. Thế còn em chỉ nói thẳng, bọn nó cứ nói phét bản, chúng nó hãy so sánh luôn với Nhật đi. Đấy, cũng người ta cũng là sang bên nước Mỹ, người ta cũng là đang sống nước Mỹ. Tại sao các cái dân Nhật, dân Ấn Độ, dân Trung Quốc họ giàu vậy, tại sao dân Việt Nam mình không giàu? Thế thì chúng nó so sánh luôn thì chúng nó giỏi, chúng nó so sánh luôn thì đấy, cùng một điều kiện anh nhá. Cùng sống bên nước Mỹ, một cái nền văn hóa và kinh tế, tại sao cái dân Việt Nam này, cái dân Việt kiều bên ấy này không bằng được các sắc tộc khác? Hãy hỏi, hãy tự trả lời cho cái câu hỏi đó, đừng so sánh với cái đất nước đầy bom đạn này mới được mấy chục năm phát triển. Thế còn những cái người nào mà còn đang u mê nghe theo những cái sự gọi là phản động của mấy cái thằng Benny Trương với lại thằng Tân Thái thì hãy tỉnh lại đi. Một đất nước Việt Nam giàu đẹp đón 15 triệu du khách, chỉ trong có 2 năm thôi mình tăng được 5 triệu du khách quốc tế là một cái con số cũng rất là ấn tượng anh ạ. Và em tin là con số 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu. Thái Lan bây giờ nó sau 3, 40 năm nó phát triển du lịch thì bây giờ nó cũng mới chạm được cái mốc 30 triệu. Mình nhưng mà em nghĩ là chỉ tầm 5, 7 năm nữa là mình cũng có thể đạt được cái con số đó. Thì đấy là một trong những cái thành tựu cực kỳ lớn và thế giới người ta đang công nhận. Một cái đất nước mà nói thật mình đang rất là phồn hoa mà em nghĩ cuộc sống cực kỳ hài lòng luôn. Mặc dù chia đầu bình quân đầu người thì mình có thể là vẫn hơi thấp, nhưng mà anh hiểu dân mình là nó nhiều. Nó gần 100 triệu, nó khác với cái thằng Hàn Quốc nó có 60 triệu thì chia đầu người có thể nó cao hơn mình rất là nhiều. Thì cũng cái đó nó cũng cái bình quân đầu người nó còn phụ thuộc vào cái việc là anh có dân số nhiều hay ít. Ví dụ thằng Lào nó chỉ có 6-7 triệu thôi, thằng Campuchia nó chỉ có 16 triệu thôi, thì nó hoàn toàn là khác so với cái việc mình 100 triệu dân, đúng không? Đấy, thằng Philippines nó cũng đã lâu rồi cũng đa đảng, mà bây giờ cái tỷ lệ nghèo của nó cũng còn rất là nhiều, rồi cái cơ sở hạ tầng của nó bằng xa mình. Mình là một đất nước nghèo đấy, thế giới nó đánh giá, nhưng mà cái công nghệ thông tin, cái viễn thông của mình đứng trong top thế giới. Thậm chí mình còn sang các cái nước châu Phi mình còn giúp đỡ. Chứ còn ông Mỹ ông có sang châu Phi ông đầu tư đâu, ông chỉ ngon lành thì ông đầu tư. Mình sang Sudan rồi các nước khác là mình đầu tư vào các cái mảnh đất mà phải nói là nó rất cằn cỗi, nhưng mà các cái nước ấy nó rất là biết ơn Việt Nam luôn ấy. Có các cái clip thì anh biết đấy. Thế chính vì vậy mà người bây giờ cái một cái tin vui cuối năm nữa là cái tốc độ phát triển kinh tế của mình tức là cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Và lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc về tốc độ phát triển kinh tế, tức là từ 6,9 cho đến 7%. Đấy, GDP. Có một cái đáng mừng là thế này. Cho nên một cái đáng mừng trong cái 12 chỉ tiêu của Quốc hội giao cho chính phủ thì đều đã đạt và vượt. Cái thứ hai là mình đạt được tốc độ tăng trưởng 8 chỉ tiêu vượt. Vâng. Đúng rồi, 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt. Và vượt. Đấy, thì đạt và vượt. Đấy. Thì có nghĩa là nó có một cái mừng như thế này này.
cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của mình đạt 7%, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng về cái tín dụng lại chỉ có 15%. Cái điều này là rất đáng mừng trong kinh tế anh ạ. Nghĩa là mình đang dùng ít tiền mà mình vẫn tăng trưởng được. Còn nếu như ví dụ mình tăng trưởng 7% nhưng mà tăng trưởng tín dụng lên đến 30-40%, thì lúc đó nghĩa là anh phải dùng rất nhiều tiền anh mới có được cái tăng trưởng đó. Thì lúc đó nó sẽ tạo ra cái sự lạm phát, vì anh đẩy quá nhiều tiền ra mà. Anh đưa tiền ra ngoài, anh bơm quá nhiều tiền ra nền kinh tế thì nó sẽ gây nên lạm phát. Nhưng mà mình vừa rồi là tốc độ tăng trưởng rất cao nhưng mà lại bền vững. Này, cái tốc độ tăng trưởng của tín dụng lại thấp, lại chỉ có 15%. Thì em đánh giá đấy là một cái bền vững. Chính vì vậy mà rất nhiều chuyên gia người ta đánh giá là 2019 là mình có thể vượt được 7. Đấy. Thì đấy là cái mà, cái này là thế giới và toàn những chuyên gia hàng đầu thế giới người ta đánh giá, chứ có phải là mình chỉ là nói lại thôi. Nhưng mà mình cũng phải hiểu, nhiều người người ta đọc cái thông tin không hiểu sao người Việt Nam mình ấy nó có một cái rất là yếu điểm là cứ thông tin xấu đọc thì lập tức ông xúm vào ông đọc, sau đó thì ông lan truyền rất là nhanh. Nhưng mà những cái thông tin mà nó mang tốt thì rất ít người đọc, hoặc đọc lướt qua, hoặc đọc cho nó có không hiểu gì. Nhưng mà những cái thông tin mà xấu độc ông này giết ông kia hoặc là thế nọ kia thì phải đọc bằng được cái thôi. Cái dân Việt Nam nó rất là buồn cười như thế. Đấy. Đấy nó cũng là đúng một rồi, cái thứ hai đó là về vấn đề chúng nó mà xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Thì tôi nói với các bạn cách đây khoảng hơn một tháng thì Việt Nam được bầu vào cái Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc với số phiếu cao nhất, trong khi Mỹ là cái nước mà người đã rút ra khỏi cái ủy ban đó. Đấy cho nên các bạn... Em chỉ nói cho anh cái này này, riêng nói về dân chủ và dân quyền ấy, thì thằng Tư Bản nó không thể có cửa so với xã hội chủ nghĩa được. Em nói thật, bây giờ bản chất thằng Mỹ nó không còn là tư bản thuần như là cái hồi kỳ đầu những cái năm 1800 bao nhiêu nữa. Như học thuyết Mác Lênin đã từng nói này, cái chủ nghĩa tư bản ấy nó làm ra thặng dư bằng việc bóc lột sức lao động của công nhân và nông dân. Cho nên cái đảng cộng sản là đảng cộng sản của công nhân và nông dân. Vì sao nó có búa và liềm nó lại là như vậy? Thì cái này nó là tạo ra sự công bằng. Chính sau các cái cuộc khủng hoảng thì thằng Mỹ nó phải điều chỉnh. Chứ những cái ngày thời kỳ đầu làm gì nó có những cái bảo hiểm xã hội, nó có bảo hiểm thất nghiệp hay là nó có những cái trợ cấp. Nó đang học của thằng chủ nghĩa tư bản mà Duy Nguyễn cũng đã phân tích rất là kỹ rồi. Đấy, Duy Nguyễn rất là giỏi về triết học Marx, cho nên Duy Nguyễn cũng đã phân tích rất là giỏi. Thế còn em nói thật, riêng chúng nó cũng bảo là tư bản thì mọi cái tốt, nhưng thực ra bây giờ nước Mỹ không còn thuần là tư bản. Mà nước Mỹ, em nói các chính sách của nước Mỹ bây giờ phải 80-90% là học của chủ nghĩa xã hội. Thì nó mới có cái chuyện là đánh thuế thu nhập cá nhân để lấy của thằng giàu chia bớt cho thằng nghèo, rồi phát triển cơ sở hạ tầng. Đấy chính là chủ nghĩa xã hội chứ sao. Mấy thằng chúng nó không hiểu gì về cộng sản, không hiểu gì về tư bản, thì chúng nó cứ oang vang suốt ngày nên là cộng sản là ác. Em chỉ nói đơn giản này, các hình thức xã hội là đầu tiên là phong kiến này, rồi đến tư bản này, rồi em chỉ nói gần đây thôi, phong kiến nó đạt đến mức cực thịnh, phong kiến nó bắt đầu nó chuyển sang tư bản nó đạt cực thịnh thì nó sẽ chuyển sang xã hội chủ nghĩa. Mà bây giờ em đang thấy ở các nước Bắc Âu như Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch là nó đang tiến tới xã hội chủ nghĩa rồi đấy anh ạ. Đấy, thế vượt qua xã hội chủ nghĩa là chủ nghĩa cộng sản. Nhưng cái đó thì nó còn rất là lâu và mình không thể biết được bao giờ hình thành. Nhưng khi người ta tích lũy tư bản đủ thì người ta sẽ chuyển lên một cái hình thức. Ví dụ em đơn giản như thế này, khi ông Bill Gates ấy, ông có vài trăm triệu thì ông làm từ thiện rất là ít. Nhưng khi ông ấy đạt đến 100 tỷ đô hoặc là 70-80 tỷ đô thì bây giờ ông không mường tượng đến cái thu nhập nữa, mà ông ấy dùng 90% tài sản của ông ấy đi làm từ thiện. Có nghĩa là ông ấy đã bắt đầu nay mai chủ nghĩa cộng sản nó sẽ như thế. Khi mà của cải dồi dào, tích lũy tư bản nó đầy đủ rồi thì bắt đầu người ta sẽ tính đến cái việc là sẽ chia cho người nghèo. Đấy, còn khi mà chủ nghĩa tư bản ở thời kỳ đầu là người ta còn đang tích lũy thì tất nhiên là nó sẽ còn những cái bất công, còn những cái phân biệt giàu nghèo. Thì bây giờ bản thân nước Mỹ cứ nói là dân chủ. Em nói ở Việt Nam mình là cực kỳ dân chủ, mình muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Bây giờ anh em mình đang nói chuyện là dân chủ quá gì nữa, đúng không? Đúng rồi. Mình góp ý bất kỳ cái chuyện gì, công an đến mình là phải chào hỏi. Rồi người ta rất là tôn trọng, nên phường là người ta cũng rất là tôn trọng mình. Đúng. Chứ không phải là vào cửa quan cái gì là khó như ngày xưa. Chính vì vậy mà em nói chứ, cái nhân quyền ấy, nhân quyền của Mỹ kiểu gì mà 8.600 người đang sống ở bên Mỹ. Em cứ cho là chưa có quốc tịch, nhưng anh đã cấp thẻ xanh, có nghĩa là anh cho người ta thường trú lâu dài. Mà vậy mà đúng là những người ấy cũng có phạm tội đại hình. Nhưng mà Mỹ cũng đã vi phạm cái nhân quyền bằng cách là
trục xuất người ta về. Đấy là cái vi phạm nhân quyền chứ còn gì nữa. Còn cái là ví dụ như ông bảo nước nào không nghe của ông là lập tức ông cho máy bay, ông cho bom đến thả, thì đấy là nhân quyền ở đâu? Còn Việt Nam mình em thấy là nhân quyền thì có thừa mà tự do thì quá trớn, thật sự. Đúng. Cho nên em thấy là đất nước mình ấy, cũng như hôm qua trong cái thằng Hùng Lân nó tranh cãi với Duy Nguyễn là nó cứ bảo Việt Nam mình đứng thứ năm thế giới là về hạnh phúc ấy, là do mình nói phép. Thế có một bạn ấy đưa hẳn cái đường dẫn của cái tổ chức quốc tế lên. Thì đây nhận xét của một cái tổ chức quốc tế thuộc chính phủ anh. Đúng rồi. Người ta khảo sát. Chứ không phải là Việt Nam đưa ra. Thì ý em muốn nói là thế này này. Có những cái thực ra Việt Nam mình không tự khen. Vì đây là toàn các tổ chức người ta đánh giá về cái con người của Việt Nam. Anh thấy vừa rồi đội bóng mình vô địch. Anh thấy cả đất nước tràn xuống nó như hừng hực khí thế. Cờ vàng rợp trời. Anh có thấy không? Nếu như một đất nước mà nghèo đói, một đất nước đau khổ, bị áp bức, một đất nước không có hạnh phúc thì làm gì có chuyện người ta bùng lên với cái loại là đi bão cả đêm phừng phừng ra đúng không? Anh thấy một cái đất nước em thấy đúng như là nhiều người nói là Việt Nam mình đang sống trong một cái đất nước thiên đường này. Còn anh đừng nghĩ rằng cứ thu nhập đầu người cao đã là thiên đường. Nó còn cả một cái hệ thống, nó còn cả rất rất nhiều thứ. Tất nhiên là rất nhiều vấn đề khác nhau. Đúng rồi. Vâng, em mới nói này này. Tất nhiên nước mình vẫn có những cái mà mình cần phải khắc phục rất nhiều, rất rất nhiều. Chính phủ biết. Chứ không phải không biết, nhà nước người ta biết hết. Mặt huy chương thì nó cũng có sẽ có hai mặt thôi. Nhưng mà bây giờ vấn đề nào, mình phải nhìn được cái thành tựu của người ta. Là qua bao nhiêu năm như thế, người ta cũng đã làm được những cái gì. Còn những cái gì chưa làm được. Tham nhũng Việt Nam vẫn còn nhiều. Nhưng mà thế giới thì cũng rất nhiều người tham nhũng, ngay cả bên Mỹ, bên Indonesia, rồi bên Thái Lan, rồi bên Philippines, hoặc các nước, nước nào có tham nhũng. Và bây giờ bàn tay sắt của Bắc Trọng cũng đã làm kinh khủng, cũng đã làm chùn rồi đấy. Còn vấn đề nhân dân mình, nếu như mà nhà nước cũng bảo rồi, ai nhân dân mà có chứng cứ như thằng nào tham nhũng thì cứ đưa lên, cứ nộp đơn lên thì người ta sẽ xử lý, thậm chí còn được thưởng cơ mà. Chứ có cấm đoán đâu anh nhỉ? Đấy, nên chúng nó không hiểu. Cái thằng Hùng Nguyễn Anh kia, bây giờ mày bảo mày cứ lên đây mày chửi bừa đi. Đúng không? Bây giờ mày thích chứ mày đưa ra một cái xem nào. Hoặc là mày tranh luận ở diễn đàn rất dân chủ. Cái loại ấy nó không hiểu tiếng người đâu. Nó lên đây nó sủa thôi. Nó làm gì? Chúng nó đang đòi quyền làm người ấy kìa. Vì chúng nó làm gì được làm người đâu. Chứ suốt ngày cái biểu tình nhân quyền. Người ta có thừa rồi, người ta cần được biểu tình. Còn chúng nó cứ suốt ngày đòi làm nhân quyền là vì chúng nó không được làm người. Chắc là chúng nó làm con vật lâu rồi. Cho nên chúng nó mới cứ đòi hỏi những cái vô lý như thế. Thế còn chỉ nói cho những người mà người ta còn chưa hiểu, và những bạn bè, những bà con mà còn chưa hiểu vấn đề, thì mình phải hiểu rằng Việt Nam mới đang phát triển. Ta nhìn cái gì á, đừng, các bạn đừng so sánh, đừng nhìn thằng hàng xóm thấy nó giàu mà mình ghen tức, mà mình phải hiểu là cái nguyên nhân nó giàu từ đâu, mà mình phải hiểu là nó có cái bệ phóng từ đâu. Thì đất nước Việt Nam cũng vậy. Bây giờ một đất nước muốn phát triển thì tất cả các doanh nghiệp, tất cả những con người cùng phải phát triển, tất cả mọi người cùng làm việc, lao động chăm chỉ, thì khắp là đất nước nó sẽ tăng lên. Chứ không phải là thay đổi thể chế, hay không phải là thay đổi một cái đa đảng là đất nước sẽ đi lên, không có đâu, mà lại chiến tranh bom đạn thôi. Đấy, cho nên em muốn nói với mọi người là mọi người hãy thức tỉnh và phải biết yêu quý những cái gì mình đang có. Những cái mình đang có bây giờ là đấy, hãy nhìn sang châu Phi đi, hãy nhìn sang các nước như Ethiopia, hoặc là các cái nước mà em có chia sẻ một cái clip của cái thằng gì nhỉ, thằng Bangladesh ấy, một cái tàu hỏa mà phải hàng nghìn người, người ta ngồi ở trên nóc ấy. Đấy, người ta còn khó khăn như thế, mình đang sống được một cuộc sống như thế này là quá tốt. Các bạn hãy tin tưởng sang đúng rồi, hãy nhìn Bangladesh, Sri Lanka, kể cả một số cái vùng của Ấn Độ cũng đa đảng đấy anh ạ, họ cũng đa đảng đấy, nhưng mà họ làm sao bằng được mình. Các bạn hãy cứ tin tưởng, hãy 5-10 năm nữa đất nước mình sẽ thực sự đổi mới. Anh Bằng ạ, không biết là cho thành phố Hồ Chí Minh thế nào, chứ cần chỉ cần 5 năm trước thôi mà người nào mà về Hà Nội 5 năm trước mà 5 năm nay mà về thì sẽ cảm thấy nó khác biệt hoàn toàn. Và em tin là trong Sài Gòn cũng vậy. Cũng thay đổi nhiều. Quá thay đổi luôn nếu 5 năm ấy. Vậy chỉ 10 năm nữa thì cái tốc độ thay đổi nó lại càng ngày càng mạnh luôn. Thì mình phải tin tưởng. Nói chung là mình, em rất là tin tưởng vấn đề. Rồi bị công lý bị dẫn mạng rồi. Rồi bạn chê...